người kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 7 tác phẩm Mùa đông không lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Dù đã sang xuân, nhưng đầu năm, Hà Nội bất ngờ đón cơn gió mùa đông bắc tràn về, khiến nhiệt độ giảm nhanh. Không còn có điện cả ngày như mấy hôm Tết, cảnh cắt điện luân phiên tiếp tục khiến người ta trở về thực tại. Nhiều hôm, điện thắp sáng chỉ đến 22 giờ đã cắt. Do trời mát mẻ nên mọi người chẳng hề kêu than. Cuộc sống khó khăn nên mọi người luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền. Sự va chạm trong sinh hoạt khiến nhiều gia đình lục đục. Riêng Hưng Tàu Phù cảm thấy may mắn, gã sống một mình chẳng phải lo cho ai nên nhàn thân. Nằm ngủ từ 8 giờ tối, khi nghe tiếng chổi tre quét rác bên ngoài vọng vào, biết không còn sớm nên gã lặng lẽ rời nhà. Đêm nay việc trộm hàng trong ngõ Trung Tiền đã được ấn định. Nếu không, từ đại ca cho đến mấy tiền đàn em sẽ lâm vào cảnh như cách tự giới thiệu tên của cả bọn là Tiến Tổn. Dính một tiền án nên mọi đường đi nước bước được gã suy tính cẩn thận. Đêm nay đi ra đường, Hưng Tàu Phù mặc bộ đồ công nhân đã cũ, thậm chí trên áo còn dính nhiều vết dầu mỡ chưa giặt sạch được. Gã không dại gì mặc quần rõng áo bay, lúc gặp công an đi tuần sẽ mua việc vào thân. Cầm trên tay chiếc bánh mì và chiếc cặp lồng nhôm, nhìn Hưng Tàu Phù chẳng khác gì một công nhân vừa tan ca. Kỳ thực, chiếc bánh mì đã bị moi ruột ăn từ lúc chập tối. Gã nhét con dao nhọn thay ruột bánh làm vũ khí phòng thân. Làm đại ca, trong cơn bĩ cực, gã phải bước chậm, bước chắc, nếu không sẽ bị công an vịn. Chưa kể hiện nay, nếu mua một chó lửa, nhiều khi việc bé sẽ ra to, khiến con đường vào hỏa lò ngắn hơn rất nhiều. Buổi đêm, nhiều tuyến phố mất điện tối om, thỉnh thoảng có xe ô tô chạy ngược chiều, quét đèn pha lóa cả mắt. Tới đầu phố Khâm Thiên, gặp một chiếc xe tét chở nước cấp cho cụm dân cư bị mất nước nhiều ngày, Hưng Tàu Phù thầm cảm ơn ông cậu khi xưa đã quyết định không lấp giếng. Nếu không, dù giỏi chen hàng, gã vẫn phơi mặt xếp hàng. Bình thường xe tét chở nước hay xuất hiện ban ngày, hôm nay nước cấp buổi đêm chứng tỏ nhiều nơi khốn khổ. Dân Hà Nội luôn biết cách vượt qua khó khăn bằng tinh thần lạc quan. Hôm trước, ngồi uống trà chén nóng cùng ông Cự Phách, nhìn thấy cảnh nhiều người chất thùng lên xe cải tiến đi lấy nước, ông ý đã nói một câu thâm thúy: toàn dân lo việc nước, chẳng mấy lại tới hồi Thái Lai. Tới đầu ngõ Trung Tiền, nhìn thấy ba tên đàn em đang đứng hút thuốc, đứng vật vờ ngay dưới ngọn đèn đường. Hưng Tàu Phù liếc nhìn viên gạch nửa vỡ tan ở dưới đường, gã đoán bọn này vừa ném vỡ bóng đèn nhằm tránh bị để ý. Bấm đèn pin soi vào trong ngõ, nơi có một xe rác đỗ choán gần hết lối đi. Tài rươi nói như mếu: đại ca đổi ý, bắt bọn em đi trộm xe chở rác. Như này có chất hàng chẳng thoát nổi, vì đẩy bao giờ tới Hà Đông. Không muốn tranh luận với thằng đầu chứa toàn tàu phớ, Hưng Tàu Phụ vén tay áo nhìn đồng hồ. Thấy chưa đến giờ, gã chỉ tay về phía ngã tư Khâm Thiên giải thích: bên kia đường một đoạn là trụ sở số 7 Thiền Quang, muốn nhanh vào hỏa lò hãy đạp xích lô gần đó. Chỉ tay về phía ngược lại, Hưng Tàu Phù nhắc cho cả bọn biết: bên dãy lẻ cách 500 mét là trụ sở công an phường Khâm Thiên, đi thêm vài trăm mét bên dãy trắng là trụ sở công an phường Thổ Quan. Nếu đi hết phố tới gần ngã 6 Ô Chợ Dừa sẽ gặp ngay trụ sở công an quận Đống Đa. Chẳng cần phải nói nhiều, gã phát qua cho đám đàn em biết thiên la địa võng từ đây vào Hà Đông. Nếu chọn đi tắt ra ga Trần Quý Cáp, ở đó công an hình sự ngồi hút thuốc lào uống trà chén không thiếu. Khi thấy lũ đàn em bắt đầu biết sợ, Hưng Tàu Phù nhếch mép nói: ta bảo sao, hãy làm vậy, cái đầu không phải để gắn ở trên cổ như hòn non bộ.
Hôm trước, ngồi uống nước ngay cửa ga Hàng Cỏ, chứng kiến bên phòng thuế và công an chặn và kiểm tra mấy xe xích lô chở hàng, Hưng Tàu Phú biết không thể dùng xích lô chất hàng ăn trộm rồi đạp vào Hà Đông tiêu thụ. Trong lúc các cơ quan đang kiểm tra gắt gao nhằm chống đầu cơ tích trữ, khéo xích lô chở hàng của gã không qua nổi gã tư sở đã bị ách lại. Vốn là người tính nhanh, ngồi uống nước nhìn cô công nhân đang quét rác, gã quyết định thay vì trộm xe xích lô, bọn đàn em phải kiếm được xe chở rác thế nào. Việc trộm xe xích lô tuy khó nhưng vẫn thực hiện được, việc lấy trộm xe rác còn dễ hơn nhiều. Có điều lũ đàn em sợ gã bắt đẩy vào tận Hà Đông sẽ mất cả đêm nên tài rươi khi nãy nặng phần trình bày. Khi xe rác dừng lại trước cánh cổng của ngôi nhà rơi vào tầm ngắm, Toàn chập mạch cằn nhằn bởi đầy xe này gây tiếng động giữa đêm khuya thanh vắng. Thấy lũ đàn em kêu nhiều quá mức, Hưng Tàu Phù bực mình văng tục: "Thánh tiên sư chúng mày, lúc hụt mặt sơi đẫy tễ sao không kêu mệt, giờ thằng nào không thích thì phắt nói thêm một câu bú xiên cho đứt họng." Thấy đại ca nổi điên, Toàn chập mạch cùng tài rươi vội im lặng vì biết mình nói hơi nhiều. Dẫu sao trước tiết cả bọn được ăn đồng chia đủ khi đại ca chi đẹp, giờ nói nhiều làm ít sẽ mất hay. Sau khi quăng miếng thịt có tầm bả vào cho con chó sơi, trong lúc đợi chó dính bả, Tuần húng chó nuốt nước bọt ừng ực rồi kể công: "Thịt đến người chẳng có để sơi lại dành cho chó. May y kiếm được miếng bạc nhạc nướng lên thơm phức. Giá như không tầm bả chó, y mua ngay hút rượu ngồi một mình cũng sướng." Tuấn húng chó chưa dứt lời, tiếng con chó như mắc nghẹn rồi tru lên đầy ai oán. Có lẽ nó biết mình tham ăn nên dính bả. Vật vã chưa quá 5 phút, con chó thè lưỡi nằm chết thẳng cẳng ngay dưới gốc cây dâu già. Lúc này tài rươi trổ tài mở khóa cổng cho cả bọn vào trong. Bước chân hăm hở của tài rươi bất ngờ khựng lại. Y đưa tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Sau khi ngó qua khe cửa gỗ, y quay ra báo cáo: "Trong kho có thằng ôn vật đang kéo bể." Đưa cho Toàn chập mạch chiếc cặp lồng nhôm, Hưng Tàu Phù dặn khi nào tài rươi mở được cửa, Toàn chập mạch lấy chiếc khăn trong cặp lồng úp thẳng vào mặt thằng đang ngủ, lúc đó khiêng xuống văn địa chưa chắc đã tỉnh. Thấy lũ đàn em hỏi có phải y te không, Hưng Tàu Phù gật đầu xác nhận. Có điều loại này không tinh chất như y te dùng trong bệnh viện. Khi cánh cửa bật mở, theo phân công từ trước nên Toàn chập mạch lấy chiếc khăn mặt cáu bẩn ướt sũng dốc ngay vào mặt gã thanh niên trong nhà. Dường như muốn chắc ăn, trong cặp lồng còn chút nước, gã tiện tay đổ nốt vào mặt kẻ trong kho rồi thản nhiên nói: "Ngu thì chết, đừng đổ tại số." Chỉ tay vào những bao tải hàng chất cao, Hưng Tàu Phù cho biết cả hội đã vào cầu son. Có lẽ do nhiều hàng hóa giá trị nên chủ hàng phải cử người ngủ lại canh gác. Bỏ qua những thứ hàng nặng, cồng kềnh giá trị không cao, Hưng Tàu Phù trực tiếp soi đèn pin, chọn 4 thùng thuốc tây và 3 bao tải sữa bột thuộc hàng viện trợ để chuyển ra xe rác. Gã không quên quần chục đôi lốp và một thùng líp xe đạp và mấy thùng mì chính. Khi xe rác đã nặng, Hưng Tàu Phù hất kẻ trong kho bị trúng thuốc mê, giờ ngủ say như chết vào góc tường. Gã nhặt chiếc chiếu rách phủ lên cho đúng xe rác rồi nhắc lũ đàn em đẩy sang ngõ nhà giàu. Chuyến xe rác đầu tập kết vào kho suôn sẻ. Trong cơn phấn khích quên hết mệt nhọc, tài rươi hăng hái đẩy xe quay lại ngõ trung tiền. Y cùng Toàn chậm mạch quân thêm xe nữa gồm mấy bao tải đựng vải KT và 4 thùng sữa ông thọ. Mặc cho lũ đàn em hăng hái kiếm tiền, Hưng Tàu Phù nhắc tài rươi đẩy xe rác ra ngoài vỉa hè phố Khâm Thiên rồi bỏ lại. Gã biết thói đời tham thì thâm, nếu khoáng thêm mẻ nữa khéo bập tay vào cổng số 8. Trước sự ngạc nhiên của lũ đàn em Hưng Tàu Phù chỉ căn nhà tầng 1
ở tập thể nhà giàu, nơi đang cất giấu đồ ăn trộm, rồi giải thích. Đây là căn hộ của cô người yêu cũ, gã mượn tạm mấy ngày, nên được đồng ý ngay. Mừng vì không phải rạc cẳng đẩy xe rác vào tận Hà Đông, Tài Rươi vội nhận xét. Đại ca sư học bách khoa, nên tài hoa phải biết. Em này, chắc bạn học cùng thời đó. Đứng ngắm thành quả vượt ngoài mong đợi, Hưng Tàu Phù thấm thía việc dân sống về đêm hay nói cờ bạc đãi tay mới. Chẳng cần nhọc công tính toán, gã vẫn ước lượng được giá trị lô hàng không thể quy bằng tiền. Để mua số hàng này chuyển từ Nam ra Bắc, đám chủ hàng phải bỏ ra hàng chục cây vàng, chưa kể tiền vi thiền cho mấy cán bộ trên tàu để việc vận chuyển thông đồng bén giọt. Ước mơ tậu con xích thố ăn xăng bất ngờ quay trở lại. Nghĩ đến cảnh vì vu khắp nơi, chẳng tốn giọt mồ hôi, khiến Hưng Tàu Phù cảm giác như hôm nay mới là Tết. Nhớ đến lời hứa, đưa lũ đàn em ra hồ Hoài Lai quần nhau với đám bò lạc do mụ Kha Béo cai quản, gã nhầm tính xem bán đồ gì trước, đồ gì sau. Với những mặt hàng quý hiếm như xích lít và lốp xe đạp, chưa bán cũng chẳng thiêu được. Riêng mặt hàng sữa bột cùng thuốc tây sẽ tìm nơi tiêu thụ trước tiên. Mấy thùng mì chính chẳng cần mang đi, ngồi nhà vẫn có đám buôn mò tới nộp tiền lấy hàng. Thấy ba tên đàn em hút thuốc lào vặt ngồi phòng đoán về gái bách khoa một cách rôm rả, chàng buồn giải thích vì biết mấy thằng đầu đất chỉ ở tầm đọc thông viết thạo, đã vậy còn bàn luận kiều ếch ngồi đáy giếng. Hưng Tàu Phù đọc câu vè để lũ đàn em hiểu thêm về gái bách khoa, không lại ôm mộng giữa ban ngày. Trâu điên, bò dại, trai xây dựng, lợn xề dê cái, gái bách khoa. Thấy lũ đàn em vẫn nửa tin nửa ngờ câu nói của mình, khi cả bọn rủ nhau qua phố Đỗ Hành làm bát cháo lòng cho tỉnh ngộ, Hưng Tàu Phù buột miệng bồi thêm câu nữa để lũ rốt khỏi bàn luận. Gái bách khoa, Ma Văn Điển. Sau 3 ngày đột vòm thành công, nghe ngóng thấy tình hình êm xuôi, Hưng Tàu Phù mặc bộ đồ quân khu, vác ba lô ra bến xe Kim Liên. Đi phía sau gã để cảnh giới là Tuân Húng Chó. Người Hà Nội tổng kết những chốn đông người theo cách ví: 1 mét vuông có 7 thằng ăn cắp. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, Hưng Tàu Phù biết gã Hàng Cỏ, chợ Đồng Xuân, cửa hàng bách hóa tổng hợp phố Tràng Tiền và bến xe Kim Liên, 1 mét vuông phải có tới 99 thằng móc túi chèn nhau. Mua vé xe khách chạy tuyến Hà Nội, Đồng Văn, Phủ Lý, đặt ba lô lên đùi, nhưng Hưng Tàu Phù vẫn không quên vén tay áo bay để lộ những hình xăm. Nó giống như lời cảnh cáo bọn móc túi trà trộn trên xe biết để tránh xa. Không ngồi như đại ca, Tài Rươi chọn đứng để cho dễ bao quát. Do từng làm phụ xe tuyến đường dài, y đánh hơi được bọn móc túi ngay cả khi chúng còn chưa lên xe. Mặc con xe khách nhà khói mù mịt chạy lắc lư, thi thoảng xe lại tấp vào lề đường bắt thêm khách. Hưng Tàu Phù không ngồi xe tới bến cuối. Khi xe vừa qua đỗ xá một đoạn, gã nói phụ xe xuống ngay giữa đường. Xốc lại ba lô cùng Tài Rươi tranh thủ băng qua đường, Hưng Tàu Phù đi vào một xóm đảo, toàn nhà gạch xây dựng khang trang. Ở một con ngõ rộng, có nhiều phụ nữ bày mẹt ngồi bán, nhưng không phải rau hay thịt cá như chợ quê. Nơi đây chuyên buôn bán thuốc tây cho khách trong Nam ngoài Bắc. Một kẻ theo đóm ăn tàn như Tài Rươi chẳng thể biết nơi này, bởi bấy lâu chỉ theo đại ca Hỉ Đầu Bạc quanh quẩn ngay chợ đuổi. Thấy gã đàn em nhìn ngó lạ lẫm, Hưng Tàu Phù cho biết đây là chợ nghệ chuyên bán thuốc tây. Nhìn cái mẹt bay vai vì thuốc thế thôi, tiền kiếm được họ dư sức mua nhà ngoài Hà Nội. Ghé vào nhà người bạn học cùng trường bách khoa, dù biết hiện nay cậu bạn đang làm kỹ sư tại công trình xây dựng thủy điện Sông Đà, nhưng mục đích của Hưng Tàu Phù muốn nhờ mẹ của bạn giới thiệu người mua hết 2-3 lô thuốc tây. Dù chợ nghệ buôn đằng đông bán đằng tây, nhưng nếu không có người quen giới thiệu, gã biết việc mua bán sẽ khó khăn hơn. Vì thế người ta hay nói nhất thân nhì quen là vậy.
Bước vào ngôi nhà có bàn thờ Chúa và cây thánh giá bạc, Hưng Tàu Phù chào hỏi và lễ phép tự giới thiệu bản thân. Đương nhiên, giai đoạn bị tống cổ khỏi trường, gã giấu nhẹ. Chỉ vào tấm ảnh chụp chung cả khóa học ở công viên Thống Nhất được treo ở trên tường, Hưng Tàu Phù nhắc lại kỷ niệm xưa, vì so với hồi sinh viên, gã có thay đổi, nhưng không nhiều. Đúng như câu cầu được ước thấy, chẳng phải vác ba lô thuốc tây đi mời chào. Có sự giới thiệu của mẹ người bạn, Hưng Tàu Phù nhanh chóng bán buôn số thuốc nhanh hơn dự kiến. Khi vẫy được xe khách quay về Hà Nội, số thuốc tây đã được sang tay nhanh gọn. Trong ba lô giờ là tảng mật bọc ni lông được mẹ người bạn bắt đem về làm quà cho gia đình. Với mấy bao tải sữa bột và thùng sữa ông Thọ, Hưng Tàu Phù đã có trong đầu những nơi sẽ tiêu thụ nhanh chóng, miễn là giá cả vừa phải. Không tổ chức tụ tập ăn uống linh đình, gã sợ công an hộ tịch để ý. Sau khi bán hết số hàng khoáng được, ngoài số tiền chia đều thành 5 phần, mỗi người có một phần, còn dư một phần làm quỹ hoạt động. Buổi tối, sau khi làm bát phở gà bên dãy lẻ, Hưng Tàu Phù tính quốc bộ xuống khu tập thể nhà giàu để thay ca cho Tuân Húng Chó. Gã ngày xưa đi học, chẳng đào hoa đến mức có bạn gái cho mượn nhà. Chẳng qua, đó là căn hộ tập thể của ông chủ nhiệm hợp tác xã Đại Dương. Trong thời gian phụ đạo cho con bé Bạch Ngọc, biết ông chủ nhiệm có căn hộ do bố mẹ để lại cho, vẫn chưa sử dụng. Hôm trước, gã xin mượn nhà 2 tuần, nên cả bọn có nơi tá túc và cất giấu số hàng khoáng được. Dù nhà bà Nhài đã thôi chức tổ trưởng dân phố và ngừng soi mói, việc làm ăn gã vẫn tuân thủ, cẩn tắc vô ưu. Nếu tự dưng trong nhà chất đủ thứ hàng hóa, khéo bên công an lấy cớ kiểm tra hộ khẩu rồi ập vào sẽ thành công cốc. Sẵn tiền tròn túi, ngại quốc bộ, Hưng Tàu Phù quyết định đợi xích lô đi qua, vẫy đi xuống khu nhà giàu. Bất ngờ thấy kỹ sư cự phòng đang đứng hóng gió trước cửa nhà, gã nhanh chóng tiến lại chào hỏi vì có việc cần giải quyết. Đưa mắt nhìn vào trong nhà, thấy ông bà cự phách mải xem vô tuyến. Hưng Tàu Phù lấy 4 tờ 5 đồng đưa cho cự phòng, dù biết vị công tử cháu nội cụ cự Lộc hơn mình 4 tuổi. Gã vẫn thản nhiên nói: "Thuốc của ông đúng là hết sảy con bà bảy." Nhét tiền vào túi quần, kỹ sư cự phòng nhớ lại khi Hưng Tàu Phù muốn nói dùng ê te khiến con bò trong lò mổ ngất đi rồi giết thịt. Không có máy móc và phương tiện cùng hoạt chất tạo ra loại ê te dùng trong y tế, anh liền chế ra loại có công dụng tương tự nhưng không bay hơi nhanh, đặc biệt mùi hơi nồng và khó chịu. Dù ngại đề cập chuyện tiền nong, nhưng với khoản tiền 20 của Hưng Tàu Phù đưa cho, anh thấy công sức của mình được đền bù xứng đáng. Việc này còn hơn mấy lời khen suông của ông viện trưởng. Vẫn thắc mắc từ hôm trước, nên anh hỏi sao phải dùng ê te trước khi giết bò. Vậy chiếc xích lô đi ngang qua, Hưng Tàu Phù trả lời qua quýt trước khi lên xe: "Do con bò này biết nói." Đứng nhìn theo chiếc xích lô chờ Hưng Tàu Phù đi khuất, cự phỏng đoán gã hàng xóm lượn ra hồ hay le giải quyết nỗi buồn. Không có bản lĩnh sống ngang tàng như gã, anh biết lần gặp sự cố với thần dược của mình nên một lần đi bóc bánh trả tiền. Đến bây giờ nghĩ lại, Phong vẫn thấy kinh ngạc vì không nghĩ mình dễ sa ngã đến vậy. May cho anh vì gã hàng xóm là kẻ kín miệng, việc xấu xa đó chẳng hé lộ ra ngoài. Vốn quen sống khuôn phép từ bé, việc qua lại với cô gái ăn sương khiến anh cảm thấy có lỗi với vợ, có lỗi với truyền thống gia đình, quan trọng nhất có lỗi với chính bản thân. Tưởng mọi việc đến đó chấm dứt, ai dè Hưng Tàu Phù nhờ anh tạo ra ê te dùng gây mê con bò. Do thiếu hóa chất chẳng thể làm ra được loại tinh khiết, anh tạo ra loại gây mê nhưng mùi hăng như nước điếu. Dẫu sao chỉ dùng cho bò nên chẳng hề hấn gì. Không tính đến việc đòi tiền công, nào ngờ tối nay được cầm 20 trong tay. Anh nhận thấy một kẻ giang hồ như Hưng Tàu Phù vẫn sòng phẳng hơn khối người. Một kẻ đi tù về, tay xăm trổ vằn vện, chưa kể sống già nhân ngãi, non vợ chồng với cô gái ăn sương, vốn ít gây thiện cảm với mọi người,
Nhưng sau hai lần qua lại, cái nhìn về gã theo anh không tệ đến mức vậy, miễn là mọi việc cần phải có khoảng cách. Từ ngày còn là sinh viên, lĩnh được học bổng, Phong chỉ giữ lại 10 đồng mua sách và tiêu vặt. Số còn lại anh đưa hết cho mẹ giữ. Sau này ra trường đi làm, hàng tháng anh nộp lương không thiếu một xu, cần gì sẽ ngửa tay xin tiền. Khi lập gia đình cách đây 3 năm, anh vẫn phải nộp như vậy, cộng thêm cả lương của vợ. Dù chẳng phải mua sắm gì nhiều, nhưng có gia đình riêng nên vẫn phải có những khoản chi tiêu ngoài đóng gạo hay mua thực phẩm. Ngửa tay xin mẹ đồng lương của mình hơi bất tiện, nên anh nghĩ cách khác. Cái khó ló cái khôn. Dựa vào kiến thức cộng thêm nhu cầu của nhiều người, anh mày mò chế tạo được loại xà phòng chất lượng tương đương xà phòng 72 của Liên Xô, nhưng giá chỉ bằng một nửa. Phấn khởi trước thành công, bước đầu mang lại một khoản thu nhập tốt, nghe theo lời vợ nên anh làm ra loại nước gội đầu giúp tóc không bị sơ. Khoản làm siro các loại và sáp nẻ anh đều làm được. Tất cả đều vì cuộc sống mưu sinh. Duy nhất loại thần dược màu hổ phách anh sáng chế cho riêng mình, không bán ra ngoài. Dẫu chẳng có nhiều bằng sáng chế như ông Edison, bản thân cự Phòng luôn tự hào bởi có thể pha trộn các loại hóa chất để tạo ra nhiều thứ hữu ích. Nhờ vậy, anh không thấy lãng phí thời gian ngồi dịch tài liệu hay viết báo cáo đăng tập san dù chẳng ma nào đọc. Có một điều anh thấy hữu ích, tập san chuyên ngành được in khổ nhỏ trên giấy xấu, khi phát về các phòng ban thường vứt xó, không một lời nhận xét. Phòng âm thầm thu nhặt, nhét cặp đem về, giấy nhóm lò, giấy đi vệ sinh từ nguồn đó. Bước lên phòng tầng 2, ngay ở ngoài cửa, cự Phòng đã nghe thấy tiếng ca nhạc từ chiếc đài radio, còn vợ anh đang xoa sắp chống nẻ, một sản phẩm được tiêu thụ mạnh do thời tiết thay đổi. Móc túi, chia cho vợ 10 đồng chi tiêu việc riêng, 10 đồng còn lại Phòng nhét vào ví rồi cẩn thận cho ví vào ngăn kéo. Chính vì sự cẩn thận đó, có lần anh ghé hàng xôi nhưng quên ví ở nhà. Bà bán xôi vốn là người có con mắt tinh đời nên bán chịu cho Phòng. Sáng hôm sau, anh ghé trả tiền xôi, không quên cảm ơn vì sự tin tưởng. Chính bà bán xôi đã nói như thầy tướng: người hiền nó hiện ra mặt, nhưng có vậy cậu dễ bị người khác chèn ép hoặc bắt gánh tội thay. Hào hứng kể cho vợ khoản tiền bán lọ thuốc mê dành cho bò, chi phí bỏ ra không quá 2 đồng, nhưng thu về gấp chục lần. Như vậy hai vợ chồng chi tiêu rẻ sẻn, không cần lương vẫn trụ được hết tháng, còn quy ra gạo như bố mẹ mình. Kỹ sư Phòng hài lòng vì kiếm được 5 yến gạo, không quá mất công. Thấy vợ cầm tiền có vẻ không vui, cự Phòng nén tiếng thở dài, do anh hiểu rõ nguyên nhân. Trong thời buổi kiếm được đồng tiền không dễ, phụ nữ thấy tiền không vui chỉ có thể vì chuyện chăn gối gặp vấn đề. Từ lúc dùng hết loại hóa chất có nguồn gốc từ Liên Xô, đã tốn công tìm hiểu, nhưng anh chẳng thể tạo ra được thần dược màu hổ phách mang tên Hạnh Phúc lần nữa. Nguyên do những chất tương đương khi pha trộn đều chẳng có tác dụng. Không dám chắc thần dược mình pha chế kém hiệu quả hay do nhờn thuốc, kỹ sư cự Phòng âm thầm nghiên cứu loại khác nhưng chưa có kết quả. Biết vợ không vui nên anh chủ động xoa sáp nẻ và bóp vai cho vợ nhằm xóa tan bầu không khí trầm lắng. Cự Phòng đọc bài vè do mấy đồng nghiệp ngồi hàng nước nghe và thuộc rồi về phổ biến cho anh em trong phòng. Ve vẻ vè ve, nghe vè lương tháng, 200 ngồi phán, 108 ngồi nghe, tranh đài tranh xe là thằng 150, tất ta tất tưởi là lũ 120, vừa làm vừa sai là quân 90, vợ chồng lục đục là bọn 60, giờ khóc giờ cười là bọn 40, chàng ta chàng địch là lũ con phe, nói chẳng ai nghe là ông nhà nước. Nếu áp theo bài vè, lương 85 đồng của Phòng thuộc diện vừa làm vừa sai là quân 90. Dù anh có xe đạp favorite và đài National, không đến mức bết bát
hay làm đầu sai cho người khác. Vợ anh làm thủ thư nên lương thấp hơn, hiện ở mức 50 đồng, nên trong diện vợ chồng lục đục là bọn sáu chục. Màn định vợ mang màu sắc của giới cần lao vỉa hè có tác dụng. Cự Phong thấy vợ quay lại mỉm cười, nói một cách ý nhị, rồi nhắc hôm nay đến kỳ lương chưa hay khất đến ngày mai. Biết chẳng còn đường lùi, dù không có thần dược trợ giúp nhưng không muốn làm vợ thất vọng, sau một hồi suy nghĩ, Cự Phòng tặc lưỡi ra cải then, rồi vặn nhỏ ngọn đèn ngủ, giúp vợ mắc màn. Hiên ngang như một vị tướng ra trận, không có tấc sắt trong tay, giáp trụ chẳng có, dù cố gắng hết sức. Sau vài phút cầm cự, Cự Phòng đành buông xuôi, mặc tiếng thở dài thấy rõ, kèm câu nói của vợ, nghe như mai mỉa. Trên đài, người ta còn chưa ngâm hết bài thơ. Nửa đêm, ít người sử dụng nên điện sáng hơn hẳn. Ngồi trước bàn thí nghiệm với các lọ hóa chất cùng nhiều dụng cụ thí nghiệm, Cự Phong chẳng ngủ được nên dồn tâm trí vào việc điều chế loại thần dược, dù không còn hóa chất quan trọng nhất. Giá như anh được sang Liên Xô tu nghiệp vài tháng, hoặc sang các nước xã hội chủ nghĩa anh em như Tiệp Khắc, Hungary hay Cộng hòa Dân chủ Đức, anh tin chắc mình sẽ tìm mua được nhiều loại hóa chất và dụng cụ thí nghiệm phục vụ công việc tốt hơn. Mong là vậy, nhưng Cự Phong hiểu rõ bản lý lịch gia đình tư sản cộng thêm sự chen ép của lãnh đạo viện, tất cả khác nào những thanh barrier chắn mọi con đường xuất ngoại của anh. Hôm trước, một người bạn học phổ thông giờ làm ở bộ chủ quản đã nói thẳng, chính bạn học thời đại học của cậu là tay trường phòng Đinh Tiến Thành báo cáo lên phòng tổ chức của bộ. Nhà cậu có người ở bên Pháp, nếu cho cậu ra nước ngoài chắc chắn sẽ trốn qua đó. Chẳng ngạc nhiên khi biết kẻ đâm lén sau lưng mình, Cự Phòng chỉ lo sau này người như Thành Híp leo lên trước lãnh đạo viện, đó sẽ là thảm họa cho nền khoa học nước nhà. Khi mẻ thuốc hoàn thành, nhìn chẳng thấy màu hồ phách như trước, thay vào đó là màu tràm giống như đồng bào dân tộc trên vùng cao hay nhuộm vải. Dù chỉ còn công đoạn hấp cách thủy cho đỡ bị kết tủa, tiếng gà gáy từ xa vọng lại báo hiệu sắp bắt đầu một ngày mới. Kỹ sư Cự Phòng quay vào phòng chợp mắt cho đỡ mệt. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy mình cưỡi một con ngựa màu hồ phách tuyệt đẹp lao về phía trước. Khi đối diện với tên tướng giặc có khuôn mặt nhuộm màu tràm nhìn ghê sợ, anh vung kiếm định chém bay đầu, nhưng chợt nhận ra đó là khuôn mặt của tay phó tiến sĩ trường phòng Đinh Tiến Thành. Đang trong lúc phân vân chém hay tha chết, bất ngờ anh tỉnh giấc vì có bàn tay đập mạnh vào người, kèm theo đó là tiếng của vợ ngay sát bên tai. Trời chưa sáng, anh đã đòi chém giết ai vậy? Cầm hộp sữa ông thọ sắp hết, Cự Phòng ghé miệng thổi vào lỗ bên cạnh để những dòng sữa đặc chảy ra bát. Khi đã cố hết sức nhưng dưới đáy hộp sữa vẫn còn một lớp sữa đặc quánh không chảy ra, anh dùng dao đục rộng nắp hộp rồi đưa vợ đổ nước sôi vào. Hai vợ chồng ăn bánh mì chấm sữa, riêng cốc sữa vét hộp vừa pha Cự Phòng nhường cho vợ như lời xin lỗi vì tối qua chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không quen ăn đồ khô nên bố mẹ anh ngồi ăn mì sợi nấu với cà chua. So với nhiều nhà thì bữa sáng như này là tươm hơn hẳn. Nhét chục bánh xà phòng được bọc giấy báo vào chiếc cặp da, Cự Phòng chào bố mẹ rồi dắt xe đi làm. Vợ anh nán lại dọn dẹp nên sẽ đi sau khoảng 20 phút. Ngắm nhìn đường phố với những ngôi nhà cũ kỹ, những con người gầy guộc đạp xe trên đường như mình, anh biết họ là những giáo viên, kỹ sư hoặc làm tại một cơ quan hành chính sự nghiệp nào đó nên đi làm giờ hành chính. Không giống như anh và đồng nghiệp, những công nhân đi làm ca sáng thường ra khỏi nhà lúc 5 giờ để đổi ca. Dù vào đầu giờ sáng, trên vỉa hè đã có từng tốp người ngồi hàng nước hoặc kiên nhẫn xếp hàng chờ đong gạo hay mua thực phẩm. Thông thường còn 30 phút nữa là các cô mậu dịch viên sẽ mở quầy, nhưng hàng người đã kiên nhẫn đứng ở đây sớm nhất từ 3 giờ sáng. Có ăn nhạt mới biết thương mèo. Lúc đi qua cửa hàng thực phẩm, Cự Phòng thấy thương vợ,
vì những ngày phải mua thực phẩm theo tem phiếu, vợ anh thường lặng lẽ rời nhà lúc hơn 3 giờ sáng. Mùa hè, buổi đêm mát mẻ còn đỡ. Mùa đông giá rét, cộng mưa phùn, việc đi xếp hàng đúng là nỗi khổ trần ai. Chưa từng phải lo gánh nặng mưu sinh, một phần nhờ vào gia đình, phần còn lại bởi anh không coi trọng tiền bạc hay đường công danh sự nghiệp. Khác với những đồng nghiệp trong viện, lo đủ thứ đến bạc tóc, hàng ngày cự phòng cưỡi xe favorite, còn tay đeo đồng hồ Pontiac khiến nhiều người ganh tị. Anh biết việc mình không dùng bút máy Trường Sơn quen thuộc, thay vào đó là chiếc bút Mont Blanc đắt tiền do người bác bên Pháp tặng, khiến tay thành trưởng phòng ngứa mắt. Thậm chí trong một cuộc sinh hoạt học tập chính trị tại viện, tay đó bóng gió ám chỉ một số thành phần vẫn lòi đuôi tư sản, trong khi đất nước đang cần những trí thức vừa hồng vừa chuyên. Không được xét kết nạp đảng với cự phòng là một thiệt thòi, nhưng bình tâm nghĩ lại, anh thấy nếu mình là đồng chí với kẻ cơ hội như Đinh Tiến Thành, như vậy thà là một quần chúng tốt còn đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Chẳng mong ngày tiến tới thế giới đại đồng, bằng chuyên môn và tài năng của mình, cự phòng âm thầm nghiên cứu và chế ra những sản phẩm cần thiết cho cuộc sống. Ngoài việc đem lại một nguồn thu không nhỏ, nó còn ích lợi gấp vạn lần những buổi họp giao ban và hô khẩu hiệu vô bổ. Dắt xe qua cổng cơ quan, cự phòng lấy trong túi ra bao thuốc lá Điện Biên bao bạc còn chục điếu, đưa cho ông bảo vệ, người anh quý trọng vì tính tình cương trực và không chịu luồn cúi. Ngày xưa, trước khi phục viên, ông bảo vệ là sĩ quan tên lửa, vì thế giữa hai người có nhiều kỷ niệm về những trận đánh. Nhiều lúc, ngồi ôn lại những năm tháng hào hùng, anh ngẫm ra những kẻ cơ hội còn chưa một ngày ra trận thường có bước thăng tiến nhanh hơn. Sự công bằng, dẫu sao chỉ mang tính tương đối. Khi xách cặp, bước lên phòng làm việc, cự phòng sững người vì phát hiện mình quên cặp lồng cơm ở nhà. Như vậy bữa trưa anh sẽ phải mua cái bánh bao vì tem lương thực mang đổi cơm, không để trong ví. Phía cuối hành lang đi ngược lại, cự phòng thấy tay thành trưởng phòng, áo sơ mi trắng, gài chiếc bút máy, còn tay xách cặp. Anh đoán chút nữa hắn sẽ họp lãnh đạo viện. Nếu còn thời gian, lại xách cặp mò lên bộ hoặc lượn đâu đó. Trong hàng ngũ lãnh đạo viện, không phải người nào cũng ưa tay ngụy trí thức như Đinh Tiến Thành. Tuy nhiên do thói quen, lối sống dĩ hòa vi quý, hầu như chả ai lên tiếng phê phán kẻ dùng 8 giờ vàng ngọc vào những việc chẳng có chút gì gọi là chuyên môn. Đặt cuốn từ điển chuyên ngành dày cộp lên bàn, mở ngăn kéo, lấy bản báo cáo đã viết xong ra chỉnh sửa. Chút nữa, anh sẽ giao phòng thư ký đánh máy để nộp cho trưởng phòng. Sau đó, hắn đưa trình viện trưởng ký duyệt theo đúng thủ tục. Dù biết các vị chẳng mấy khi đọc, do công việc được trả lương nên anh vẫn chăm chỉ hoàn thành. Nhiều lúc, nhìn hai trang giấy viết chi chít bằng mực xanh, thi thoảng có những chỗ viết mực đỏ, cự phòng chợt nhớ đến ngày ông nội còn sống. Vào những ngày dỗ chạp, ông hay viết bài khấn bằng chữ nho. Giờ anh viết bài khấn bằng chữ quốc ngữ và tiếng Nga, nhưng chẳng để cúng ai. Đơn giản, chỉ nhớ lại những kiến thức đã học hoặc khấn cho nền khoa học nước nhà đuổi kịp thế giới. Đang chuẩn bị giao mấy trang bản thảo sang phòng thư ký, kỹ sư cự phòng tặc lưỡi, bởi những việc này anh có thể tự đánh máy được. Nhưng làm vậy sẽ khiến phòng thư ký chả còn việc gì để làm. Khi bộ máy hành chính phình to, một việc đơn giản vẫn phải qua tay vài người, trong khi anh một mình lọ mọ chế tạo đủ thứ. Nếu áp dụng theo quy trình của viện, khối lượng đó phải có vài chục nhà khoa học xuống vào họp như mổ bò vẫn chưa thông. Đúng 16:30, mọi người ở phòng bắt đầu thu dọn để ra về. Ở nhà, việc xếp hàng lấy nước, việc chè củi hay đơn giản như việc vác rá đi vay gạo đang chờ. Không phải nuôi con nhỏ hay vợ đang ở cữ, nhiều hôm kỹ sư cự phòng thấy nhiều vị đến làm trong tình trạng thiếu ngủ. Hóa ra để xếp hàng lấy nước đổ đầy thùng phi, cái giá phải trả là thức trắng đêm.
Không bận con mọ nên cự phòng đứng dậy sau cùng. Anh chậm rãi nhét những tờ báo cũ không ai đọc cùng những tập san chuyên ngành vào cặp. Rời cơ quan khi trời còn sáng, đạp xe qua những dãy phố, thấy nhiều nhà ngồi ăn cơm sớm nhằm đề phòng mất điện. Cự phòng đoán giờ này vợ đã về nhà nấu cơm gần xong. Việc của anh là thong thả trở về tắm giặt rồi ăn tối. Không vội về phố Lê Văn Hưu, anh đạp xe tới bệnh viện Việt Nam Cuba có việc. Cổng chính bệnh viện đang mở cho người nhà bệnh nhân vào thăm nuôi. Cự phòng không vào đó vì anh rẽ vào ngõ Vạn Kiếp, ngay ở đầu số nhà 94 phố Trần Hưng Đạo. Còn ngõ cụt dài khoảng 80 mét, nhưng buổi tối người yếu bóng vía, ít ai dám lai vãng. Nguyên do bởi nó có cửa dẫn vào nhà xác, bởi thế dân Hà Nội chẳng ai không thuộc câu vào Cuba, ra Vạn Kiếp như ám chỉ hành trình một đời người. Đứng châm điếu thuốc hút rồi lặng lẽ đợi. Lúc này chưa có điện nên trong ráng chiều nhập nhoạng, cự phòng như thấy những người mặc áo quần bệnh viện đi lại trên những sợi dây điện. Có lẽ họ còn vấn vương nơi nhà xác bởi nhiều nguyên do. Được học chuyên ngành và đam mê nghiên cứu, với anh, những hồn ma này chỉ tồn tại ở dạng khí và hình, rồi tan nhanh khi gặp cơn gió thoảng. Vốn không phải là người duy tâm, anh đoán hồn ma này là của những bệnh nhân vừa chuyển xuống nhà xác, đợi ngày mai cử hành tang lễ rồi đưa xuống nghĩa trang Văn Điển. Khi chuẩn bị hút sang điếu thứ hai, từ phía trong cửa nhà xác, một người đàn ông to cao bước ra. Sau khi cả hai gật đầu thay lời chào, người đàn ông đưa cho cự phòng một chai rượu chanh, nhưng bên trong đựng hóa chất, rồi nhận tờ 5 đồng cất ngay vào túi. Đạp xe từ phố Trần Hưng Đạo xuôi dốc Bà Triệu về nhà, cự phòng nổi hứng hát bằng tiếng Nga bài "Đợi anh về". Em ơi, đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi rầm rề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Buổi tối, khi thấy vợ ăn xong, vội thu dọn bếp để xem bộ phim Trên Từng Cây Số đang khiến nhiều chị em phụ nữ mê say bởi chàng diễn viên đẹp trai Dianop. Kỹ sư cự phòng dù thích xem nhưng quyết định tập trung vào công việc chuyên môn của mình. Dù một tuần chỉ có 2 tối là thứ tư và chủ nhật có phim, với anh điều đó không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình. Sau lần thất trận vì thiếu thần dược màu hổ phách, nhờ mối quen biết nên anh đã mua được một chai hóa chất. Nhờ đọc nhiều tài liệu chuyên ngành, anh biết mình sẽ chiết xuất được loại hóa chất tadalafil cần thiết. Chưa kể dược tính của nó ổn định hơn loại thần dược Stress Delivery, hạnh phúc màu hổ phách trước đó. Với Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa anh em, hoạt chất tadalafil dùng trong y tế không nhiều. Nhưng các nước tư bản, hoạt chất tadalafil được dùng nhiều cho bệnh nhân phì đại lành tính, tuyến tiền liệt, tăng huyết áp động mạch phổi. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả, nếu kết hợp thêm một vài hoạt chất, nó phát huy tác dụng trong vòng nửa giờ. Sau khi chế tạo được giai đoạn chất lỏng, việc tiếp theo sẽ trộn thêm hoạt chất và cô đặc. Lần đầu tiên bỏ qua nỗi sợ hãi, cự phòng quyết định chuyển sang làm viên thuốc uống thay vì thuốc bôi. Không có khuôn định hình hay máy dập vỉ, anh quyết định cô thành chất lỏng sền sệt rồi dùng tay vê tròn như viên thuốc tễ. Nhược điểm duy nhất, nếu không bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, viên thuốc sẽ nhanh chóng bị hỏng, thậm chí chảy thành chất sền sệt ban đầu, nhưng dược tính giảm sút. Giống mấy phụ nữ hay nặn bánh trôi hoặc đám chè, nặn đất sét làm viên bi, cự phòng ngồi nặn được chục viên thần dược, to như hạt táo. Chẳng có định lượng chính xác, nên anh không rõ tác dụng liệu được như ý hay không. Tranh thủ bếp vẫn còn ấm, anh đặt chục viên thần dược vào nắp cặp lồng, rồi mang xuống đặt lên chỗ than củi nhằm sấy thuốc cho khô.
Lọ mọ, đến khi hết chương trình vô tuyến, Cự Phong mang nắp cặp lồng lên phòng. Do sức nóng nên anh phải dùng rẻ lau để cầm. Chưa rõ hiệu quả thuốc đến đâu, nhưng nếu thành công, anh tự hào với mình chả kém gì các nhà khoa học bào chế thuốc. Chưa kể, ăn đứt khối ông thầy lang chữa bệnh gia truyền. Không còn ngại cảnh bôi thuốc nửa đêm hôm trước, đến buổi trưa hôm sau mới có tác dụng. Sau khi cho chiếc nắp cặp lồng vào tủ khóa lại, Cự Phong lấy một viên thuốc mới ra lò, đưa vào miệng, rồi chiêu ngụm nước. Thoáng nhăn mặt vì đắng, anh thầm nghĩ, cầu thuốc đắng giá thật là đây. Tuy nhiên, nếu dùng cho bản thân, có lẽ trộn thêm chút mật ong sẽ ổn hơn. Dành cả tuổi trẻ đi học tập, rồi nhập ngũ chiến đấu với kẻ thù, giờ đây anh âm thầm chiến đấu với chính bản thân mình, chẳng hề oán trách. Trong lúc đợi thuốc ngấm, anh lặng lẽ ghi lại công thức vào cuốn sổ tay. Không hào hứng đặt tên là Stress Liver, như loại thuốc bôi có màu hổ phách. Với loại thuốc uống này, anh đặt tên là Katyusha, được lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng Katyusha. Trong binh pháp, thắng thua là chuyện thường tình. Lần trước làm vợ thất vọng bao nhiêu, lần này anh sẽ khiến vợ phải thán phục tài năng của mình. Khi đồng hồ báo thức đổ chuông, Cự Phong tỉnh giấc đã không thấy vợ nằm bên cạnh. Có lẽ giờ này vợ anh đang nấu cơm dưới nhà hoặc đi xếp hàng mua thực phẩm từ sớm. Không như anh dự đoán, ngoài việc nấu bữa cơm để cho vào cặp lồng mang đi, vợ anh xúc gạo đổi bánh cuốn để bữa sáng được đổi món. Chẳng cần phải giữ ý mua đồ cất trong giỏ mây như mẹ chồng, Cự Phong thấy vợ đổi bánh cuốn và mua lạng chả ngay cửa nhà. Bởi ít ra tổ dân phố đã không còn bà tổ trưởng hay soi mói. Ngồi ăn sáng cùng cả nhà, liếc nhìn nét mặt của vợ có thần sắc tươi tỉnh, Cự Phong thoáng mỉm cười vì viên thuốc tễ có tên là Katyusha đã thành công vượt cả mong đợi. Khi buộc chiếc cặp da có 20 bánh xà phòng tự chế vào sau xe đạp, Cự Phong hỏi nhỏ, em đã thấy mùa xuân chưa? Đợi chồng dắt xe đi làm, Tần vội thu dọn bát đĩa và chuẩn bị đến thư viện. Cơm nấu buổi sáng, cô thường nấu dư ra sau khi cho vào cặp lồng. Chỗ còn lại buổi trưa bố mẹ chồng xào dưa hoặc mua nước phở về chan là xong bữa. Biết tính mẹ chồng căn cơ tiết kiệm, cô thổi cơm hay làm thức ăn vừa đủ để tránh thừa, gây lãng phí. Vốn chỉ học hết trung cấp nên lương không cao. Trong mắt cô thì chồng mình là một trí thức tài giỏi thật sự. Vượt qua sự mặc cảm về lý lịch, chồng cô chấp nhận làm công việc không đúng chuyên môn, dù đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ chuyên ngành hóa. Giá kể, nếu được kết nạp đảng, vị trí lãnh đạo một phòng ban là điều không khó. Tiếc rằng bao năm phấn đấu và cống hiến, chồng cô vẫn chỉ ăn lương chuyên viên bình thường. Đồng tiền ngày càng mất giá, cô thông cảm khi mẹ chồng cầm hết lương của hai vợ chồng để vun vén cho gia đình. Tần biết, so với chồng thì lương cô thấp hơn hẳn. Ngày trước khi ra trường đi làm, lương của cô được tính là 45 đồng. Sau hai lần điều chỉnh và tăng lương, hiện cô lĩnh 52 đồng một tháng. Chào bố mẹ chồng khi dắt xe đi làm, Tần không quên đánh dấu ở tờ lịch treo tường. Sáng mai phải đi xếp hàng sớm để đong gạo. Sau đó vài ngày sẽ mua thực phẩm, còn chất đốt và rau sẽ do mẹ chồng cô mua vào buổi trưa cho vắng. Buổi sáng thư viện không quá đông, những cụ già về hưu mượn sách ngồi đọc ngay tại chỗ. Có lẽ trong phòng đọc thoáng mát và yên tĩnh, các cụ đọc thấy tốt hơn về nhà mất điện lại bức bối. Nhớ lại câu hỏi của chồng khi nãy, chẳng cần soi gương, Tần vẫn biết hai má của cô đang ửng hồng bởi mùa xuân trong câu nói của chồng khiến cô ngất ngây. Sau nhiều lần điều chế và chưng cất, chồng cô đã thành công khi tự chữa bệnh cho mình bằng kiến thức hóa học. Chưa nói trước điều gì, tạm thời cô hài lòng với sự miệt mài của chồng để khắc phục nhược điểm. Ngoài ra, thấy chồng chăm chỉ làm xà phòng đem bán, cô nhiệt tình phụ giúp một tay vì nguồn thu còn cao hơn cả lương của hai vợ chồng cộng lại. Như con ong chăm chỉ, hai vợ chồng bán cho người quen với giá còn rẻ hơn cả mua ngoài cửa hàng mậu dịch.
Mọi người rỉ tai nhau nên chẳng cần bỏ mối, các chợ, khoản xà phòng và sáp nẻ vẫn bán chạy. Đúng như câu mẹ chồng hay nói có ý mát mẻ: nhàn thân thì nhàn tiền. Làm ở thu viện, dù nhàn nhưng chẳng thể chân trong chân ngoài. Đồng lương có vậy nên muốn tiêu lẹ cũng khó. Giống như mấy người đồng nghiệp, ngoài cặp lồng cơm mang đi hàng ngày, Tần không quên chiếc túi vải đựng mấy cuộn len và kim đan. Khi nào vắng người đọc, cô sẽ đan áo len hoặc khăn len các màu rồi bán cho người có nhu cầu. Việc đan len chủ yếu lấy công làm lãi, bù lại nó khiến chân tay cô bận rộn hơn và đỡ nghĩ ngợi linh tinh. Có những chuyện riêng của phụ nữ không biết thổ lộ cùng ai. Mẹ đẻ cô mất sớm, còn chị gái lấy chồng xa mãi tận miền Nam nên ít gặp. Đối với hai người chị dâu cùng anh trai, cô chỉ ghé thăm và nói chuyện xã giao, không thể tâm tình. Bạn thân hồi trước giờ bận gia đình. Cuối cùng, đêm về, cô gặm nhấm nỗi buồn một mình khi chẳng thể có con. Chẳng cần học rộng, tài cao như chồng, cô biết việc cải thiện chất lượng quan hệ vợ chồng chỉ là phần ngọt. Phần gốc quan trọng không kém để có thể sinh con. Kiến thức và tài chế tạo ra đủ thứ của chồng cô chưa đủ để tạo ra em bé. Tuy nhiên là người lạc quan, cô vẫn muốn hạ sinh một quý tử tuổi Giáp Tý 1984 như bố chồng cô nói. Tuổi đó là hài trung kim, tức vàng trong biển. Chẳng giàu có đến mức có một chỉ vàng đeo tay. Nghe mệnh vàng trong biển là cô thấy háo hức đợi có bầu. Vì hôm qua khi vợ chồng ái ân, cô đã kịp nhìn tờ lịch có chữ RT, tức là rụng trứng khoanh tròn. Đúng 16 giờ 30 phút, khi độc giả cuối cùng trả sách, Tần nhanh chóng thu dọn để về nhà. Đợi cô là việc nấu bữa tối, vì giờ đó bố mẹ chồng vẫn say mê làm những bức tranh sơn mài. Chưa từng hỏi về nguồn thu nhập từ việc làm thêm lúc tuổi già, Tần thoáng nghe chồng nói, tiền bán tranh đều được mẹ chồng cô mang đi mua vàng tích trữ. Xuất thân con nhà lao động nên từ bé chứng kiến bố mẹ chạy ăn từng bữa, lo cho 6 anh chị em. Cô hiểu nhà chồng vốn gốc tư sản nên tầm nhìn và sự suy nghĩ khác hẳn. Dù đã làm dâu được 3 năm, cô biết mình vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ, kể cả nếp ăn và nếp ở. Thời tiết mát mẻ nên dù chưa có điện, việc nấu ăn không quá vất vả. Bởi ngoài nồi cá mí đỏ và đĩa đậu rán, Tần tranh thủ rang thêm chút lạc rang. Khi mâm cơm được bưng lên phòng khách, cô nhìn ra ngoài đường với vẻ sốt ruột, vì so với mọi ngày, chồng cô hôm nay đi làm về muộn nên bố mẹ chồng vẫn ngồi có ý ngóng đợi. Dù cơm canh đã nguội, thấy bố mẹ chồng nhất quyết phải đợi cho đủ người mới chịu ăn, Tần đặt chiếc đèn măng sông vừa được cô thắp sáng lên nóc tủ. Cô đoán phải 8 giờ tối may ra có điện. Trong lúc đang tính đi tắm giặt trước, do còn siêu nước ấm trên bếp, bất ngờ có tiếng xe máy nổ giòn tan cùng ánh đèn pha sáng quắc rọi vào nhà, khiến cô ngạc nhiên quay lại nhìn. Trong phút chốc, mọi người trong nhà đều hoảng hốt, bởi ngồi ở trong thùng xe Sidaka là chồng cô bị xích tay bằng khóa số 8. Người công an ngồi bên cạnh ngước nhìn ngôi nhà cổ có đắp chữ Cự Lộc bằng chữ Quốc ngữ và chữ Nho với vẻ mặt lạnh lùng. Đặt tay lên vai cự phòng, người công an ra lệnh dứt khoát: xuống xe. Sự xuất hiện của mấy người công an cùng tổ trưởng dân phố và một gia đình hàng xóm để chứng kiến việc đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà khiến khu phố đang yên bình bỗng chốc náo loạn. Dù không còn làm tổ trưởng và chẳng ai mời sang chứng kiến, bà Nhai hì hà nhất bởi vẫn nhớ mối thù bị dội cả thùng nước gạo có đầy vỏ chuối, vỏ su hào vào người. Đã lâu rồi, bà con hàng phố lại được xem vụ khám nhà, bởi gần đây nhất là việc khám xét nhà Hạnh Duyên tội đầu cơ tích trữ hàng hóa thuộc danh mục nhà nước quản lý. Đứng bên ngoài nhìn không rõ, nhưng bà Nhài vẫn nói to để mọi người nghe rõ: làm cán bộ nhà nước nên chắc tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, phen này tù mọt gông. Cặp chai rượu ra hàng miếng ngang đầu phố, vô tình chứng kiến cảnh kỹ sư cự phòng bị áp giải về khám nhà, nên Hưng Tàu Phù nán lại, đứng coi. Vốn từng trải qua giây phút như này, gã biết đây là giây phút chẳng dễ dàng gì với gia đình ông cự phách.
Không biết vì sao, một trí thức thuộc dạng mọt sách phải tra tay vào còng số 8. Gã chỉ biết tặc lưỡi tiết cho một kẻ có tài, vướng vòng lao lý. Ở bên ngoài, làm vương làm tướng gì không biết. Vào đó, thân phận thằng tù đều có sự phân chia đẳng cấp, cao thấp, dựa vào những tiêu chí riêng mà người bình thường không hiểu được. Đang đứng ngó vào trong, thấy giọng con mụ khọm già vẫn quen lối ngậm máu phun người. Hưng Tàu Phù quay sang lừa mắt quát: "Bà đứng hồ hai lai ế khách hay sao mà còn chó mốm sổ hóng?" Biết gặp phải thằng cùn nên bà nhà im bặt. Sau lần cả nhà khai mù bởi bãi nước đái như tháo cống, chưa kể bùi xông vào nhà cắm phập con dao xuống bàn cùng bài thơ lờm khờm, bà nhai quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chiều 30 Tết năm ngoái, khi thắp hương trên bàn thờ, thấy thiếu hộp mứt, bà gặng hỏi nên được ông chồng thú thật. Chính ông mang con dao găm sang trà thằng ghè tàu kèm hộp mứt Tết thay lời xin lỗi. Dù tiếc đứt ruột vì chẳng có để ăn, còn mang sang cúng cô hồn, nhưng quả thực từ đó con ngõ nhỏ bình yên đến lạ. Không muốn nán lại xem kết quả ra sao, bà nhai lùi dần về ngõ, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm trời thang ghè tàu mất dạy. Biết trong lúc này nhà ông cự phách đã bấn loạn, Hưng Tàu Phù chạy ra hàng bánh mì gần đó, mua luôn 5 cái cùng 2 lạng giò lụa, gã nhét hết vào chiếc túi giấy rồi quay lại ngôi nhà cổ. Ngồi trên chiếc ghế già cổ có 2 người công an đứng kèm. Cự phòng buồn bã nhìn mọi thứ trong nhà bị lục tung. Điều an ủi duy nhất với anh là bên công an chẳng tìm được của chìm hay của nồi của gia đình. Khi ngăn kéo được mở khóa, bên trong chỉ có cuốn sổ gạo cùng tem phiếu được cấp phát. Tiền mặt trong nhà có đúng 120 đồng, chỉ đủ chi dùng cả tháng. Ngoài ra không có vàng bạc hay đồ vật quý. Bên công an lục cả phòng thí nghiệm nhỏ, tuy nhiên những chai lọ hóa chất chẳng có gì là phạm pháp. Họ thu giữ cuốn sổ ghi chép cùng vài thứ khả nghi. Nhận từ vợ túi sách có 2 bộ quần áo. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, có gài chiếc bút máy mông lăng đắt tiền. Cự phong thẳng thắn nói với 2 người công an: "Các anh mở khóa để tôi thay áo sơ mi." Sau vài câu trao đổi, chiếc khóa số 8 tạm thời được mở ra. Cự phong chậm rãi tháo chiếc đồng hồ Polrot trên tay, rồi cởi áo sơ mi trắng đặt lên mặt bàn. Dù chỉ mặc độc chiếc áo may ô, anh vẫn đưa tay cho người công an khóa lại. Không ngờ có ngày mình rơi vào thảm cảnh này, cự phong chợt cay đắng nhớ đến câu: "Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao." Nhìn khuôn mặt thất thần của cha, những giọt nước mắt đau khổ của mẹ và của vợ mình, bên ngoài là những ánh mắt hiếu kỳ của bà con hàng phố, cự phong hiểu mình đã khiến gia đình thất vọng đến nhường nào. Khi nhận túi quần áo do vợ đưa cho, anh không quên dặn ngày mai hãy ghé cơ quan lấy con xe đạp favorite về, do chưa biết tình hình thế nào. Ngay khi ra đến cửa, trong những tiếng xì xào bàn tán của dân hàng phố, tiếng của Hưng Tàu Phù nói oang oang: "Vào nhà tạm giam, nhớ nói có thằng em là Hưng chợ đuổi, nếu không chúng nó đánh cho ựa mì." Mặc cho mấy người công an đứng đó, Hưng Tàu Phù dúi vào tay cự phòng túi bánh mì có kèm khoanh giò. Gã không quên giải thích tội gì cũng phải ăn mới có sức khai báo. Nhận ra lời nói của gã có lý, 2 người công an cho phép cự phòng lên xe Sitka cùng túi bánh mì. Đến lúc này bà Hiền cùng con dâu chợt nhận ra sự sơ suất của mình, bởi đã ai kịp ăn bữa tối. Thấy dân hàng phố vẫn túm năm tụm ba bàn tán, Hưng Tàu Phù quay sang nói với ông cự phách: "Chúng nó cười 3 hôm là hết hơi, trả sức đâu ngoặc miệng tận 3 năm." Có lẽ nhờ câu nói phũ đó của gã, chỉ một loáng đám đông tự giải tán, ai về nhà đó. Chứng kiến cảnh thằng ghè tàu mua bánh mì và giò lụa dúi vào tay con mình, bao ác cảm về kẻ ra tù vào tội bấy lâu biến mất. Bà Hiền lau nước mắt, hỏi nhỏ: "Theo cậu, thằng cự phòng nhà tôi có bị oan không?" Thoáng thấy lũ đàn em lượn qua, báo hiệu đã tới giờ đánh chén, Hưng Tàu Phù thở dài, nói ngay một câu khiến ông cự phách, bà Hiền cùng vợ của kỹ sư cự phòng như rũ xuống: "Công an đâu có dành để bắt nhầm người."